Ông ăn chả, bà ăn nem. Mết, cảm ơn cô về bữa tiệc này. Thịt cừu và rượu vang ngon tuyệt. Cô cũng khéo tay quá. Tôi ước gì mình có thể nấu ăn ngon như cô. Chúng ta là hàng xóm, thi thoảng phải có những bữa tiệc thế này để gắn kết tình cảm chứ. Hôm nào tới lượt nhà tôi tổ chức nhé. Ồ, tôi sẵn lòng sang chung vui cùng mọi người. Chà, vợ chồng hai người hàng xóm của tôi tình cảm quá đi. Hai vợ chồng anh chị cũng có khác gì đâu nào. Đúng vậy, anh chị đi đâu cũng quấn quýt lấy nhau. Chúng tôi phải học hỏi anh chị đấy. Này Mét, sao chị biết chúng tôi đi đâu cũng quấn quýt lấy nhau? Có phải vì hai nhà chúng ta đối diện nhau cho nên chị thường hay theo dõi chúng tôi không? Antonio, anh có đôi dép sặc sỡ quá, nhưng tôi rất thích. Anh thích chứ? Nếu anh thích, tôi sẽ mua hộ cho anh. Vậy anh mua hộ cho tôi nhé. Nó có vẻ rất nhẹ và êm. Mà này, tôi phải đi lấy thêm một chút sườn nướng đây. Có ai muốn ăn thêm không? Để tôi đi lấy một thể. Ồ, anh đủ rồi. Tôi cũng đủ rồi. Để tôi đi lấy thêm cùng với chị. Pamela, đã gần một tuần nay chúng ta chưa gặp nhau rồi đấy. Thôi nào, anh lại đằng kia đi, kẻo mọi người nghi ngờ bây giờ đấy. Anh rất nhớ em. Tối nay anh sẽ đợi em ở phía sau nhà thờ của thị trấn nhé. Antonio, không được đâu. Cái thị trấn này bé tí, đi đến đâu mà chả có tai mắt của mọi người. Chỉ cần chúng ta biết cách giấu giếm, mọi chuyện sẽ không bị lộ. Em đừng lo. Có người đang đến gần kia kìa. Anh có đi ra đằng kia ngay không thì bảo. Được rồi, tôi nhớ đến nha. Đừng để anh phải chờ. Anh Antonio, chúng ta phải dừng lại mối quan hệ này thôi. Em sợ cả chồng em và vợ anh sẽ phát hiện ra lắm. Nếu mọi chuyện bại lộ, chúng ta sẽ xấu hổ đến chết mất. Chúng ta đã cặp kè với nhau cả tháng rồi, có ai biết đâu. Gã chồng của em sẽ không nghi ngờ gì chúng ta đâu. Tất cả chỉ tại buổi tối ngày hôm đó. Chồng em đi vắng và hệ thống điện của nhà em lại hỏng. Từ đó mà em đã vướng vào lưới tình của anh, không làm sao mà thoát ra được. Anh lại biết ơn buổi tối ngày hôm đó đã đưa chúng ta đến bên nhau. Nếu không phải em đã nhờ anh sang sửa hệ thống điện giúp em, thì bây giờ chúng ta cũng chỉ là những người hàng xóm không hơn. Antonio, nhưng chúng ta đều không muốn ly hôn. Nếu mọi chuyện bại lộ, chồng em sẽ không tha thứ cho em đâu. Chúng ta phải dừng lại thôi. Không, anh không muốn dừng lại. Để anh nghĩ cách. Anh có cách rồi. Cách gì? Còn cách gì giữ bí mật giữa cái thị trấn nhỏ bé này chứ? Anh sẽ đào một đường hầm từ nhà anh sang nhà em. Mỗi khi chồng em đi vắng, anh chỉ cần theo đường hầm đó sang với em là được. Lạy Chúa, anh điên rồi. Điều đó là không thể. Anh đang nói chuyện thần thoại với em đó hả? Em quên anh là thợ xây giỏi nhất thị trấn này ư? Em biết, nhưng chuyện đó quá hoang đường. Em cứ chờ đấy. Từ góc này của hầm rượu nhà mình sẽ đi thẳng sang tới vị trí này. Cần phải đo đạc lại và tính toán lại một cách chính xác. Anh Antonio, anh đang làm gì thế? Anh muốn đặt một chiếc tủ âm tượng để đựng thêm rượu. Ồ, không thấy anh nói gì với em về chuyện này. Chuyện nhỏ thôi mà, anh nghĩ là em không cần phải bận tâm đâu. Anh sẽ đặt vào chỗ này một chiếc tủ, thế thôi. Cũng được, nhưng em không hiểu sao lại cần đặt tủ âm tượng. Rượu sẽ ngon hơn nếu đặt như vậy đó. Vậy sao? Tùy anh thôi, nhưng hãy đặt một cái tủ nhỏ nhỏ thôi nhé. Hầm rượu của chúng ta cũng chật rồi. Vài tháng sau.
Tạm biệt em yêu, tối nay anh phải làm ca đêm rồi, khoảng 5 giờ sáng anh mới về. Em cứ đóng cửa đi ngủ đi nhé. Vâng, khi nào về anh cứ gọi em đây, em sẽ ra mở cửa cho anh. Không cần đâu, anh luôn mang chìa khóa theo mà. Khi về anh tự mở cửa vào nhà, em cứ ngủ cho ngon đi. Đêm nay chồng mình sẽ không về. Giá mà Antonio có thể sang đây mà không ai biết. Nhưng thôi, có lẽ mọi chuyện nên kết thúc thì hơn. Mọi chuyện không thể kết thúc như thế được. Trời ơi, anh vào đây bằng cách nào thế? Hãy theo anh, em sẽ thấy cách anh sang đây. Đừng bất ngờ nha. Mau vào đi, đi theo anh. Ôi trời, chuyện gì thế kia? Em không thể tưởng tượng nổi anh lại đào được cả một đường hầm từ nhà anh sang nhà em. Giờ thì em đã tin chưa? Từ nay chúng ta sẽ thoải mái qua lại với nhau mà không một ai có thể phát hiện ra. Nhưng sao em không nghe thấy tiếng động nào ở bên dưới trong lúc anh đào hầm vậy? Khi anh chưa đục thông lên gầm giường nhà em thì em không thể nghe thấy được. Còn khi anh làm tới những bước cuối cùng thì anh đã chọn hai ngày cuối tuần vừa rồi, khi cả hai vợ chồng em đi vắng. Thì ra là thế. Vậy là từ giờ hai ta có thể thoải mái hẹn hò mà không ai có thể phát hiện ra, phải không? Đúng thế. Pamela! Pamela! Tiếng chồng em về đấy. Mau mau chạy xuống hầm đi. Anh đã đi làm về đấy ư? Sao em lại ngủ giờ này? Em hơi mệt. Em chỉ nằm nghỉ một lát thôi anh yêu. Em bị ốm à? Có cần anh đưa em tới bác sĩ không? Ồ không, em chỉ hơi đau lưng do thay đổi thời tiết thôi mà. Em không sao đâu. Em ra ngoài xem đồ ăn tối thế nào nhé. Dép của ai đây nhỉ? Nhà mình làm gì có ai đi đổi dép này? Rõ ràng có điều gì đó không ổn. Dạo này Pamela cũng rất khác thường. Antonio, anh có đôi dép sặc sỡ quá, nhưng tôi rất thích. Anh thích chứ? Nếu anh thích, tôi sẽ mua hộ cho anh. Vậy anh mua hộ cho tôi nhé. Nó có vẻ rất nhẹ và êm. Mình nhớ ra rồi. Đây là đôi dép của người hàng xóm đối diện nhà mình, Antonio. Sao đôi dép này lại ở dưới chân giường nhà mình? Chẳng lẽ vợ mình và Antonio có gì với nhau sao? Mình có nên hỏi thẳng cô ấy không? Nhưng nếu mình hỏi thẳng, đương nhiên cô ấy sẽ chối. Để xem Antonio có nhà không. Ồ, anh ta đang ngồi ở nhà này. Chuyện này thật là khó hiểu. Rõ ràng mình nghi có điều gì khuất tất giữa vợ mình và anh ta. Chả lẽ mình bị hoang tưởng rồi sao? Một thời gian sau. Trời ơi, rõ ràng vợ mình đã ngoại tình. Lần này thì mình bắt đại trận rồi. Anh đã đi làm về đấy ư? Hắn đâu rồi? Anh hỏi ai cơ? Thằng cha vừa ôm cô đâu rồi? Nó trốn đâu rồi? Anh làm sao đấy? Em ở nhà một mình mà. Cô không lừa tôi được đâu. Chính mắt tôi đã nhìn thấy bóng của hai người qua tấm rèm cửa. Hôm nay tôi nhất định phải tìm ra hắn. Cô giấu hắn ta đâu rồi? Không, làm gì có chuyện đó. Anh đang lảm nhảm gì thế? Đừng có giả ngây giả ngô. Mắt tôi không ngủ đâu. Hắn ta đâu? Nếu anh không tin em, anh cứ tìm đi. Cửa còn đang đóng đây. Chẳng có ai chạy được ra khỏi đây đâu. Anh bị bệnh hoang tưởng rồi đó. Tôi không thể nhìn nhầm được. Tôi nhất định phải tìm ra. Tại sao lại đặt thảm chùi chân dưới gầm giường thế kia? Thằng khốn kia, mày đã cặp kè với vợ tao bao lâu rồi? Tôi
Anh Jorge, sao bỗng nhiên anh lại ở trong nhà tôi? Anh vào đây bằng cách nào vậy? Tôi đã sang đây bằng đường hầm cho chồng cô đào đó. Thế là thế nào? Chồng cô đã đào một đường hầm từ nhà cô sang nhà tôi để dễ bày cặp kè với vợ tôi. Tôi sẽ không tha thứ cho các người. Khi phát hiện ra mọi chuyện, Jorge đã theo đường hầm xông thẳng tới nhà Antonio. Một cuộc ẩu đả đã xảy ra. Cảnh sát được gọi tới và mọi chuyện lúc này bị bại lộ. Hai kẻ ngoại tình tưởng rằng có thể giấu được, nhưng cái kim trong bọc vẫn lòi ra. Bộ phim dựa theo câu chuyện có thật về Antonio, một thợ nề ở Villas del Prado, đã ngoại tình với Pamela, người phụ nữ đã có gia đình ở cùng khu phố. Nhằm giữ mối tình bí mật, Antonio đã xây một đường hầm dưới lòng đất kéo dài từ nhà mình tới nhà Pamela. Bibakit, siro tăng đề kháng cho trẻ sơ sinh từ châu Âu, giúp bé khỏe mạnh, ăn ngon, giảm ốm vặt nhờ công thức hoàn chỉnh 3 trong 1 với 18 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu. Có Bibakit, bé lớn khỏe, mẹ an tâm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.